Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 10 giờ 30 phút sáng thứ hai. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2024. Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong giờ làm việc. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn cùng uống trà đá. Và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Cái khác á, giữa đầu tư ở Việt Nam và cái đầu tư ở những cái nước tư bản á, thì luật lệ bên Việt Nam á, đồng lương nó rất là rẻ. Bên Bộ Lao động á, là người ta đứng về bên mấy cái người đại gia, mấy cái người gia chủ, mấy cái người nhà đầu tư. Có bao giờ mà ở bên Việt Nam mà các bạn đọc một cái tin nào mà chủ của người nước ngoài là người Trung Quốc, người Tàu, nó đi vô Việt Nam, nó mở xí nghiệp mà nó ưu đãi phúc lợi xã hội, Tết lì xì nhiều tiền cho người công nhân không? Không có. Cái văn hóa của Tàu là nó tựa cái văn hóa Việt Nam của mình đó, thì nó đi qua Việt Nam nó trả lương là nó trả lương một tháng đó, nhiều khi đơn đặt hàng của nó không có làm ra lợi nhuận á, thì nó kéo lương nó tụi Tàu á, mình nói tụi Tàu, nhà đầu tư á, của nước lạ đó, cộng sản Việt Nam nó hèn, nó không có dám dùng cái từ là nước Bắc Kinh hay là nước Tàu đó, mà nó dùng cái từ đó là người nước ngoài đó. Cái bọn điếm đàn nó không có minh bạch, nó che đậy. Thì cái bạn này viết comment, bạn này nói ở bên Mỹ cũng có những cái nhà đầu tư ở bên châu Âu, Nhật Bản đồ đồng ý, ở nước Mỹ là người ta có rất là nhiều người đầu tư ở nước ngoài, thậm chí người giàu ở bên Trung Quốc á, người ta đi qua bên Mỹ người ta mua đất luôn, chứ không phải là thuê, làm chủ đất luôn, rồi làm nông trồng trọt đồ bán cho người dân của Mỹ. Nhưng mà dưới điều kiện á, là anh phải bảo vệ người tiêu dùng, rau cải trái cây của anh phải đáp ứng cái sự tiêu chuẩn của Bộ Lao động của luật lệ của nước Mỹ. Còn ở bên Việt Nam bây giờ nói đơn giản như vậy thôi nè, cái thằng tập đoàn Vingroup á, VinFast đó, nó muốn đi qua bên Mỹ, nó xin giấy phép, nó muốn mở ra cái xí nghiệp để nó sản xuất xe ô tô điện cái gì đó. Thậm chí mà nước Mỹ á, người ta tạo điều kiện, người ta không có thủ tục gồm gà mà người ta cho thuê đất, và đồng thời liên bang Mỹ người ta cho dây cả tiền bạc luôn, cho dây cả tiền bạc luôn để mà người ta tạo ra công ăn việc làm. Thì các bạn làm người công dân ở bên Mỹ á, là các bạn có công đoàn, các bạn có Bộ Lao động bảo vệ các bạn. Hai cái môi trường làm ăn kinh doanh nó khác nhau là ở cái chỗ đó. Cho nên ở Việt Nam á, đừng có nằm mơ mà nghĩ cái cách ra mưu mẹo mà muốn thế giới công nhận mình là một cái quốc gia kinh tế thị trường. Còn lâu, không có chuyện đó đâu. Trong khi ở những cái nước tư bản, người ta trả lương cho công nhân của người ta trả lương hàng tuần. Trả lương hàng tuần, ở Việt Nam trả lương hàng tháng. Mà thậm chí trả lương hàng tháng, người dân người ta ở bên Việt Nam người ta cũng chấp nhận. Nhưng mà tới khi nó làm ế ẩm á, nó câu lương người ta tháng này qua tháng nọ à, rồi nó hết tiền, nó dẹp tiệm, rồi nó quỵt nợ người ta luôn. Bằng chứng là báo chí ở bên Việt Nam người ta loan tin á, có hai cặp vợ chồng ở Nghệ An á, đi vô Bình Dương, có đứa con, có em bé, một đứa con á, nó đi làm hoài, làm mãi, mẹ nó không có trả lương người ta. Cuối cùng không có tiền, phải đi về xe, phải đi lội bộ. Cho nên nhiều khi mình đưa ra cái dẫn chứng, mình so sánh nó thời bao cấp á, nó tốt hơn là thời bây giờ. Các bạn nghĩ là chắc giống như là mình đó hả, bịa đặt cho mình nói nhảm. Bây giờ các bạn ở thời bao cấp, các bạn có quen ai mà một người nào mà hai vợ chồng mà đi làm mà phải lội bộ từ Bình Dương đi ra Nghệ An không? Thời bao cấp có ai không? Các bạn chỉ cho mình một người thợ bao cấp đi, có ai mà không có đi làm siêng năng mà cần cù mà muốn có công ăn việc làm, đi làm để nuôi vợ nuôi con,
mà làm hoài làm 2-3 tháng nó không trả lương người ta, đến nỗi không có tiền phải đi lội bộ từ ở Bình Dương đi 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 về Nghệ An nữa. Thời buổi bây giờ là thời buổi gì mà nó có những cái câu chuyện mà nó thương tâm. Từ đó mà ra, từ cái chế độ cộng sản mà ra, mẹ tối ngày cái bọn cái đám Lăng Ba Đình đó, nó chỉ có tuyên truyền, nó kêu có người dân yêu đảng yêu nước yêu tổ quốc, mà có bao giờ mà nó có một cái khẩu hiệu nào mà nó yêu người dân không? Yêu người dân là mình lo cho con em của người dân mình đi ăn học miễn phí, có không? Các bạn biết không, bánh ít đi thì bánh quy nó phải lại. Mẹ nó kêu mình yêu tổ quốc, yêu đồng bào, mua xe VinFast cho nó. Mua VinFast cái chính là cái gì? Cái chính là mình đem tiền vô để mà mình mua xe VinFast, để VinFast nó đóng thuế, nó chia chác với đảng của nó. Nó có tiền để nó tồn tại. Các bạn biết không, ở mấy cái nước tư bản á, nước Mỹ á, người ta biết chính phủ của Cộng sản Việt Nam chơi với thằng Tàu, thân với thằng Tàu, thân với thằng Nga, thân với mấy cái nước khối đồng minh cộng sản của nó, người ta biết hết đó. Tại vì người ta biết cái đó là cái sự mà tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái chấn cơm người ta không có can thiệp vô đó. Thì ông Tô Văn Lâm đi qua bên Tàu mới nhận chức lên nè, động động cần tiền thì đi qua bên Nhật Bản dây ODA, vô đường cùng thì dây tiền Ngân hàng Thế giới. Đi qua một Thủ tướng Nguyễn Minh Chánh đi một cái tour du lịch đi trên toàn thế giới để xin viện trợ qua bên châu Âu đồ này nọ, xin đầu tư. Mà đem tiền về để mà trả công trình xây cắt cho mấy cái thằng thầu Trung Quốc. Nó vô Việt Nam nó thắng thầu, bọn Trung Quốc nó vô Việt Nam nó thắng thầu. Thắng thầu, chính phủ Việt Nam phải trả tiền cho nó những cái công trình xây cơ sở hạ tầng. Tiền đâu ra? Tiền là dây của Ngân hàng Thế giới mà ra. Tiền dây của Nhật Bản mà ra, tiền viện trợ của Canada, viện trợ của cái khối châu Âu của những cái nước tư bản. Mẹ mình cần mình khổ mà người ta giúp mình, mà tối ngày ngồi đó mà cứ đế quốc này đế quốc kia, mẹ xè tay xin tiền mà cứ so đo. Dân ở bên Mỹ mua nhà trả góp, còn đại đa số dân ở Việt Nam mà ai cũng làm chủ nhà hết á. Mẹ làm chủ nhà ngon như vậy thôi ở bển đi, đi vượt biên bằng bằng container đông lạnh làm chi vậy? Giàu quá mà ai cũng có ùa. Quý nào cũng có 20-30 ngàn lao động, xuất khẩu lao động đi qua bên Nhật Bản, đi qua Nam Hàn. Giàu quá ở Việt Nam đi, có nhà có cửa đi xuất khẩu lao động làm cái gì? Các bạn biết không, mình nhìn vô cái ngôn ngữ cơ thể, người dân của mình không có tiền, xài điện thoại Oppo của Trung Quốc, xài sản phẩm của Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc nó đưa xe điện Vu Linh của nó vô, nó bán giá rẻ đó. Mình nói rồi, mình không có trách người dân Việt Nam. Đó, chạy xe ô tô xài sản phẩm của Trung Quốc, chạy xe ô tô của Trung Quốc, mình hiểu được là tại vì người ta không có tiền, các bạn thấy không? Mình không có trách người ta. Đó mà động động cái nói là hả, không có mua xe ô tô điện VinFast là không có yêu đảng. Vậy đảng có yêu dân không? Đảng có yêu dân không? Còn mà nói về mà so sánh mà nói ở Việt Nam mà ai cũng làm chủ nhà đó, đừng có so sánh với nước Mỹ. Ok, nước Mỹ người ta có công ăn việc làm, ngân hàng người ta cho dây đường cùng, mà người Mỹ mà người ta mà đường cùng mà không có khả năng mua nhà thì chính phủ người ta cũng có một cái luật pháp gì, người ta cũng hỗ trợ cho tiền người Mỹ người ta đi mua nhà. Bạn biết không? Còn ở Việt Nam các bạn đi mua nhà, chính phủ nó có hỗ trợ các bạn mua nhà không? Người mua nhà lần đầu ở Việt Nam, chính phủ nó có cho cắt nào không? Nó có cho 10.000 Việt Nam đồng không? Mẹ nó đâu có yêu dân đâu mà nó bắt người ta yêu đảng. Mẹ nó chơi cái trò điếm. Ok, bây giờ nói gì vậy nè? Mấy cái người Việt kiều á, sống ở trên toàn thế giới á, chẳng hạn như người Mỹ gốc Việt, hay là người 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 Úc gốc Việt, người người Úc đại loại gốc Việt, hay là người người Pháp gốc Việt đi, người ta vô quốc tịch ở Canada đâu đi, người ta là người Canada quốc tịch Việt Nam đó. Bây giờ người ta đi về Việt Nam á, người ta bỏ tiền cho người ta đầu tư, mà cộng sản nó có tạo điều kiện, nó có cấp giấy phép cho người ta làm dễ dàng không? Còn tới nó đi qua bên Mỹ,
mẹ giống như thằng Tàu vậy đó, đi qua bên Mỹ mở ngân hàng ở trong chợ siêu thị Cấm Man nè, một chút nữa mình đi về nhà mình chở bà xã của mình đi chợ Cấm Man nè, nó có cái ngân hàng của thằng Tàu. Ở bên Tàu nó đi qua bên Mỹ nó mở ngân hàng. Nó đi qua nước người ta nó đầu tư nó mở ngân hàng được. Tới lúc thằng Mỹ mà đi qua bên nó, bên Tàu hay qua bên Việt Nam mở ngân hàng 100% vốn đi, 50% vốn đi, nó cho không? Cộng sản Việt Nam nó cho không? Không cho. Mẹ nó độc quyền ngân hàng, nó độc quyền mọi thứ mà nó đòi kêu người ta công nhận nó là một cái nền kinh tế thị trường. Nó không có điếm đàn vậy, nó là cái gì? Mẹ lương ở Việt Nam thì lương trả tháng. Ok, trả tháng thì cái đó không có cái gì là khó. Cái vấn đề là tới tháng mày có trả người ta không? Hay là tới tháng mày không có tiền, rồi mày không có tiền rồi mày dẹp tiệm rồi mày quỵt người ta luôn. Ok, cái chuyện mà anh hết tiền, anh không có tiền là cái chuyện đó là cũng là bình thường đi, kinh doanh đi. Nhưng mà Bộ Lao động nó có nhảy vô, nó can thiệp, nó cứu binh cho người dân không? Đó, người dân bị mất việc làm đó. Cộng sản Việt Nam nó hàng tuần hàng tháng nó có trả tiền thất nghiệp cho người dân không? Có không? Mẹ, một cái xã hội điêu tàn mà không lo cho người dân, mà tối ngày tuyên truyền bắt người dân lo cho thương đảng, mình không thương người ta, cũng giống như hai vợ chồng vậy đó. Thằng chồng là thằng cộng sản, con vợ là người dân. Thằng chồng nó kêu con vợ á, em yêu anh đi, em yêu anh đi, cho tiền anh ủng hộ anh đi, đi giặt đồ quần áo, ship quần áo nấu ăn cho anh đi. Mẹ, mà thằng chồng không có đem lương về, bao nhiêu tiền đi cho gái, đi về Việt Nam chân dài chân ngắn, đi uống bia ôm, đi quýnh bài hết. Đó thì thằng cộng sản là nó y chang như vậy đó. Đó là tại sao mà mình dùng cái từ sáng dạ. Sáng dạ là các bạn nhìn một, các bạn phải hình dung ra nó 10. Thằng cộng sản nó nói một là các bạn phải nghĩ ra nó, cái ý đồ của nó là cái gì. Có bao giờ mà có cái tờ báo nào mà thằng cộng sản mà nó viết cái tờ báo nào mà nó đăng những cái tin mà bức xúc của người dân, mà những cái người dân đang cần thiếu thốn đồ, cầu kỳ đồ, mà toàn là Việt Kiều bỏ tiền về hả, làm từ thiện xây cầu xây nhà xã hội không à. Còn nó đó thì hả, nó không có xây nhà xã hội, mà nó dùng cái từ là đề nghị xuất trình. Các bạn đọc báo đi, vô một cái tờ báo nữa đi, toàn là đề nghị không à, đề nghị xây nhà xã hội. Mẹ, nó đề nghị bao giờ mà nó mới làm, nó mới thực hiện mà để đề nghị. À, giống như ở năm 2035 là đồng lương của người dân ở Sài Gòn là phải là 10.000 đô la cho mỗi một năm. Mẹ, nếu mà dân ở Sài Gòn với dân Hà Nội mà làm 10.000 một đô la một năm vậy, toàn mấy cái người mà ở dưới tỉnh đó, vùng sâu vùng xa, người ta tràn về người ta cũng dành miếng ăn chứ người ta đâu có ngồi đó mà để dân Sài Gòn mà có 10.000 đô la mỗi một năm, mà dân ở vùng quê nó 1.000 đô la một năm. Các bạn biết không, nó cũng phải ùa về vùng quê, nó phải chia cái chén cơm, nó cũng phải dành giật kiếm miếng ăn chứ. Mẹ, ba xạo, toàn là đề nghị, toàn là sức trình không à. Việc giáo dục mấy cái em thiếu nhi, việc hôm nay chứ để ngày mai. Mày muốn cái gì thì mày ra lực, mày làm gùm gùm gập gập, mày làm liền đi, hứa hẹn chi. Mẹ, hứa đã rồi chẳng làm được cái gì hết, toàn là hứa không mà. Mẹ, nhìn cái xã hội của Việt Nam đi, toàn là bán sầu riêng, bán cam, bán trái cây, rau cải đồ, so sánh là giá tiền của tô phở. Mẹ, so sánh làm chủ nhà ở bên Việt Nam, ai ở Việt Nam cũng làm chủ nhà, còn ở dân ở Mỹ là nhà trả góp không. Đó, đi qua so sánh với Singapore kìa, lấy Việt Nam đi qua so sánh với Singapore đi, đừng có so sánh với Mỹ. Dân chúng Singapore hả, ai nấy người ta cũng giàu có. Mà chính phủ Singapore đó năn nỉ mấy người phụ nữ sanh con đó, người ta thiếu dân số đó, sanh ra đứa con hả, người ta tặng cho đâu mười mấy ngàn đô la Mỹ để phụ tiền mua tả mua sữa. Mà phụ nữ Singapore người ta còn không sanh con đó. Còn ở Việt Nam bây giờ dân số của Việt Nam sắp già, sắp bị tuyệt chủng, cái nó bí lối quá. Bây giờ hả, nó đang tiên truyền, nó dụ mấy cái người Việt Nam kìa sanh con kìa. Mẹ, nó toàn là bản sao của Trung Quốc không à. Nó thấy thằng Trung Quốc bị cái gì là nó bắt chước, nó làm theo.
Đó, bây giờ các bạn thấy Trung Quốc kinh tế ở Trung Quốc bị suy thoái không? Kinh tế của Trung Quốc hiện bây giờ là đang bị suy thoái. Thằng Tàu nó cũng sẽ thằng xin lỗi thằng Việt Nam, nó là cái bóng của Việt Nam, nó cũng nó là thằng Việt Nam, nó là cái bóng của Tàu, nó cũng sẽ bị suy thoái. Đúng là kinh tế ở trên toàn cầu á, là hiện bây giờ là ở bên Mỹ á, cũng rất là khó khăn. Nhưng mà ở những cái nước giàu á, khó khăn á, nó dẫu sao nó cũng đỡ. Bây giờ mình nói như vậy đi, giống như cái công việc của mình à. Hồi xưa đó mình lời 200. Bây giờ kinh tế nó đi xuống nhưng mà mình vẫn kiếm được 100. Mấy cái người mà làm chủ móng tay á, ngày xưa một tuần người ta lời 20.000. Bây giờ người ta lời 5.000. Cái lợi nhuận nó đi xuống, các bạn biết không? Đó, kinh tế ở bên Mỹ là nó eo hẹp nhưng mà nó vẫn đỡ hơn ở bên Việt Nam. À, người dân Mỹ thất nghiệp thì đi tới cơ quan bộ lao động á, người ta cấp tiền cho mình sống, mình thất nghiệp. Còn ở Việt Nam thất nghiệp có ai lo cho mình không? À, kinh tế nó đi xuống rồi, ở Việt Nam nó có cho tiền mà phụ huynh mà đóng tiền học không, hay là nó miễn phí không? Mình chỉ yêu cầu bây giờ kinh tế xuống quá, người dân thiếu tiền, nó bớt tiền học người ta đi, hay cho người ta trả góp đi. À, thay vì mỗi một em học sinh đóng vô 500 ngàn Việt Nam đồng cho một cái mùa học, thì bây giờ cho người ta đóng 200 ngàn Việt Nam đồng thôi, dám không? Tại sao mày kêu người ta yêu đảng mày không yêu dân? Mày chơi cái trò điếm đàng. Người ta đi qua bên nước của mình, người ta đầu tư thì bắt người ta phải đóng hối lộ, thủ tục gồm gà, làm hả chạy chọt để mà có một cái giấy đầu tư. Còn nó đi qua bên Mỹ là dân bên Mỹ người ta minh bạch lắm, luật lệ rõ ràng, không có ai ăn hối lộ nó đồng nào đó. Muốn qua đây lấy giấy phép là cho giấy phép đó. Con ông cháu cha của nó đi qua bên đây mua nhà bên Mỹ đầy hết đó. Người Mỹ có bao giờ mà ra cái lực mà ở kiều bào phải có quốc tịch, phải có thẻ xanh đồ mới mua nhà được Mỹ đồ, phải có visa 1 năm đi qua bên Mỹ mới đưa mua nhà bên Mỹ đồ. Người ta là người khôn, các bạn biết không? Người ta muốn đem cái tiền đô ngoại tệ của người ta về nước của người ta. Ai qua bên Mỹ mua nhà thoải mái? Mỹ nó biết là mấy cái người dân ở bên Việt Nam có tiền gửi cho người thân á, mua nhà mua cửa đồ này nọ, nó biết hết. Nhưng mà lực là lực, nó không có lực gần. Còn ở Việt Nam á, nó kiếm chuyện, nó nói đúng theo quy định đó là nhà này Việt Kiều không có được quyền gửi tiền cho người thân, chỉ có dành cho những cái người ở trong nước mới được đầu tư bất động sản rồi thôi, các bạn biết không? Đó thì sáng thứ hai ngồi uống trà đá, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Bây giờ mình phải trở lại ca làm để kiếm cơm. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Đầu tuần xin chúc cho tất cả các bạn gặp nhiều may mắn, sức khỏe, bình an. Xin chào, tạm biệt.